Xin chào các bạn. Đây là cái cây ổi lê của mình, nó đang ra hoa và đậu quả non. Thì đợt này nó gặp trời mưa nhiều kéo dài, thì các cái ngọn nó vươn lên rất là cao đấy các bạn. Thì mình phải đợt này mình phải cắt tỉa thì nó mới có chất dinh dưỡng, nó mới nuôi các cái quả nhỏ này, nó sẽ không bị rụng. Chứ nếu mình không cắt tỉa là nước mưa nó có lượng đạm cao, là nó sẽ ưu tiên cái phần ngọn và lá này phát triển mạnh lên, là nó sẽ tự rụng quả. Đây thì cây ổi của mình thì cái lứa trước nó cũng được một vài quả đấy các bạn. Còn sót lại và một số quả thì nó cũng đậu rồi, nó to như này rồi. Đấy thì cũng là do trời mưa và mình cũng có bón NPK nên là cây nó phát triển rất là mạnh. Thì mình mà không cắt các cái ngọn này đi thì nó sẽ tập trung chất dinh dưỡng, nó nuôi ngọn là chính, thì nó sẽ thải bỏ quả nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa, các bạn theo dõi mình cắt tỉa cây ổi này nhé. Sau khi mình cắt nữa, toàn được các ngọn trên cắt hết và sẽ cắt một số cành tăng ngọn trong này, sẽ mưa không sạt quả, nó sẽ dụng cây. Sau khi mình cắt phần ngọn đi thì đây các bạn xem, mình đã cắt sát cái phần nó có quả đây, nghĩa là mình đã cắt sát đây, nghĩa là mình không cái chỉ ra lớp quả này, tập trung nuôi cái lớp quả này thôi. Còn nếu mình để dư ra một đốt nữa là nó sẽ lại lẩy ra mầm, lại ra một lớp quả tiếp theo nhé. Ví dụ như là cái cành nào nhỉ, đây các bạn, ví dụ như cái cành này nhé, quả đây mà mình cắt ở phía trên này thì lại ra lớp quả mới ở phía trên này nữa, nhưng mình cắt ở đây thì nó chỉ nuôi quả này thôi. Đấy, nó tập trung nuôi hai quả này. Còn nếu cắt ở đốt trên là nó lại lẩy mầm ra, lại nuôi tiếp, nó lại ra tiếp lớp quả mới. Thì mình chỉ để cho nó nuôi một lớp quả này thôi thì quả nó to. Và một số các cái cành dư thừa phía trong này cắt bỏ, nó không ra được hoa, không đậu được quả thì cắt bỏ nhé. Là những cái cành này. Đấy là một số các cành tăm này, cành nhỏ, cành tăm bỏ. Cành này bỏ. Và một số các cái lá già đây mình cũng bỏ đi, bỏ bớt không bỏ hết, bỏ bớt. Để phần trong ở thân cây thông thoáng và cây nó sẽ đủ chất dinh dưỡng nuôi quả, quả của mình nó sẽ to hơn. Đây cái lớp quả trước đây của mình không cắt tỉa, mình để thì nó quả nhỏ nhé các bạn.
Đấy thì sau khi mình cắt tỉa xong thì mình sẽ đợi cho khi nào tất cả các quả nó to bằng cái quả này và to hơn thì lúc đó mình mới bón NPK. Còn trong giai đoạn này mình sẽ không bón loại phân gì cả để cho nó đậu được quả đã nhé các bạn. Đấy là cái quá trình cắt tỉa cây ổi để cho cây đậu được quả và ra quả to của mình đã kết thúc. Mình xin tạm dừng video ở đây. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.